Balos. Ngày xưa đây nè, có cái ngày đi. Nhưng mà bằng tóm về liên tí bằng phí displaying data from multiple table using join. Mình chấp đam về liên thông mấy tìm phần đi, nhưng xô lòng bực về liên tìm quý đã tẹp tông dùng một group data. Nhưng bằng liên bằng xôn mà dùng đoán được chìa rộp mơ lại thống maximum, lại tuyết minimum, average. Thế chỉ đàm chẳng. Một bên là dương group data, dương pra xin tắc mạch đoàn bỏ rô khó là dương pra dương ngọt dương kế mình group by hay năng theo bình. Mình thay là bên là dương trong group data chỉ bằng tông bằng tông, đại pra maximum minimum ấy. Dương trai đập chọc cho mỗi năng group by clause. Hay heo vinh, hay năng mình heo vinh là bấy tiền bít. Rồi giá là chúng ta bị dương group. Lớn mà mình tôi mình tìm phát là tôi nâng này, display data from multiple table. Nhưng mà mới cost objective. Cứ thường tôi bị mê riêng, tôi bị mình chọc mê riêng đi dương nâng chế sẽ select nằm bấy. Select data P table chọn tập bì mùi để phá equijoint hay nâng năn equijoint mấy thứ P join table to itself by using a self join dương ai join table tới nâng khuôn vía bán để phá self join hay mùi tiết dương ai select data để admit cho mùi join condition này đầu đây dùng phá outer join nên chúng ta trong cáo dùng add generate Cartesian và đặt of all row from two or more table là như một bữa vì add generate xong mình chạy phần này thà mê điện tìm phần ấy nhóm nâng bánh chạy từ chỉ p clip clip tìm hồi nâng nhóm nâng focus từ lờ pram cho nọc này vì ní thay dọc cho anh là hô đọc xe cho anh rồi bị tổ khó ráo như là một hai này bây giờ nóng này rồi start nóng này cái này cái chia case scenario đại dương trở cá cứ thay là không thể bỏ đi dương miễn thể bỏ cho employee đại miễn lắm cho employee ID first name last name job ID hay có dương miễn cả lắm một thứ thể bỏ một thứ chúng ta chọn đại prap tha chọn bài đi mỗi mỗi nó chụp bình về nó chọn thầy kho ấy kể lỡ thế này vô đại dương chọn bán cứ tha nhóm chọn đi chọn bán đi report mùi tại nhóm chọn bán employee ID đó thì mỗi nó chọn bài đi bọc quát hay nó chọn thầy thọ sẽ hai đồng bay xong rạch ban nơi report đi nhóm trừ select p table employee phần tay đại sao table employee miền tại job ID việc miền job title đối với hai dương trừ cả data p table employee đi phong hay nữa thì mới table job đi phong nếu hai gì p là dương trừ phải join làm bay khiến data p column để nó không table xin kia đòi miền column mỗi đội kia mấy hai column đã được những cái job ID này ta mà dạ là khăn job ID này dân ai tìm data p table này mà thôi report bạn dân mà mơ thay cho anh nó kia thì thay cho anh này compliant with the actual form of the cam muốn standard include the following người ta sinh đạt vào ước chúa phòng ở cảm buồn đứng khi ai pra cho anh pram cho anh này mới hình đang chờ đó cho anh pi hay ta cho anh như dính hay đang cho anh on là tỏ mơ hay ao thì cho anh lấy cho anh rai cho anh phu cho anh hay đang cross cho anh rồi nhưng mà mơ chỉ nói bị thế mùi mùi đó kia nếu cứ chỉ xin tắt làm bể cho anh như thế select from column p table tìm mũi column p table tìm p from table
hay natural join hay pra using ឬក៏ on ឬក៏ pra left right pull out join ពី table 2 on ឬក៏ ពី ហៅ add pra crop join មក okay ឥឡូវយើងមកមើល3ចំណុចនេះអស់គ្នា natural join join with the using clause ហើយនឹង join with the on clause យើងមើលការបង្កើត natural join របស់គ្នាយើងប្រើ natural join នៅពេលដែល column ទាំងអស់មានឈ្មោះដូចគ្នាគេថាពីរ table ផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែក្នុង table ទាំងពីរហ្នឹងមាន column ដែលមានឈ្មោះដូចគ្នាដូចជា2គេថាយើង select row from the two table that have equal value in all match column យើងចង់បាន join ជាមួយនឹងតែបោះ2ដែលមានកលំម៉ាច់គ្នាគឺថាត្រូវគ្នាកលំដែលមាន data ត្រូវគ្នាយើងទាញយកមកចំណុចចុងក្រោយទី3នេះគឺថា if the column have the same name have different data type and error your return ចំណុចទី3នេះគឺថាទោះជាកលំមានឈ្មោះដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែបើសិនជា data type វាអត់ត្រូវគ្នាទេ join របស់យើងក៏នឹងចេញ error ដែរនេះគឺជាសិនតាក់ like guy from the level 1 to the level 2យើងមើលការទាញ data ដែលប្រើនៅចរចុញរបស់គ្នាឧទាហរណ៍នេះគឺខ្ញុំបានខ្ញុំចង់បាននៅ employee id first name job id និង job title ក្រុម table employee ប៉ុន្តែដោយសារ job title នេះអត់មានក្នុង table employee ខ្ញុំត្រូវការប្រើនៅចរចុញគឺនៅពេលយើងប្រើ natural join នេះគឺកលំដែលមានតែ match គ្នាមានថាឈ្មោះដូចគ្នាវាចាប់យកមកហើយនឹងទាញ data ពី table នេះគុំជាមួយនៅ table job ពីអានេះ data ពី table របស់នេះគុំជាមួយ data table job តាមរយៈលក្ខខណ្ឌកលំ job ID នេះដែលវា match គ្នាអស់ហើយមើលសត្វមួយបានលទ្ធផលដែល join ទៅកលំ job ID នេះពីកលំដែល match គ្នាយើងមើលការ create join ដោយប្រើ using clause យើងមើលយើងប្រើ using ដើម្បី join ហើយខ្លះតែទីមួយគឺថាបើសិនជា if several columns have the same name but the data does do not match using clause to specify the column for the equal join អានេះគេថាបើសិនជា table នោះមាន column ច្រើនដែលមានឈ្មោះដូចគ្នាប៉ុន្តែ data type អត់ត្រូវគ្នាដូច្នេះហើយយើងប្រើ using ដើម្បីយកតែ column ណាដែលវាត្រូវគ្នាយកមក join ទេមានថាត្រូវទាំងអាចថាវាថាត្រូវតែឈ្មោះត្រូវទាំង data type ហើយទី2ហាក់យើងប្រើ using នៅពេលដែលដើម្បី match only one column when more than one column match មានន័យថាបើសិនជា column វាមានត្រូវគ្នាច្រើនប៉ុន្តែយើងអត់ចង់បាន column របស់គ្នាទាំងអស់មកជាន់ទេយើងចង់បានតែ column មួយដើម្បីមកជាន់ទៅបានហើយអញ្ចឹងយើងប្រើ using clause ឥឡូវដើម្បីឲ្យច្បាស់យើងមកឧទាហរណ៍របស់គ្នាឧទាហរណ៍ table employee មានកលំមួយឈ្មោះថា department ID department ID នេះវាជា foreign key ដែល link ទៅ department ID table ឈ្មោះ department ID នេះហើយនៅលើ department ID នេះយើងមាន foreign key នៅលើនេះ
đại sao thầy bỏ đi mắt dương ai vô à thầy bỏ đồng phí nữa mẹ thầy vì mạch tưởng chú mạch tén tà thầy cho nên dương ai vô cả lỗi một chỗ anh địa bàn nhưng mà dương dương một tí còn được thế đại phá dính khó thế okay, này tôi chia chấm lõi để dùng tụ bán tôi duyên cho anh làm được phần mình ID đi được này hỏi nhóm tiền đã tá và được phần mình hay là location ID đi location ID đi cứ chỉ cần làm bỏ phần mình cho bỏ cho một phần mình đói ai lên lại khán phần mình ID trở thế này mới thể bỏ thêm phần gì hay nữa deploy hay là phần mình thế dừng mà mình to tiếp dừng mà mơ ca pra khẩn lầm ném thì mới ngập về dừng cho cài một chuẩn chúng ta chưa mua dừng từ trăm thay dừng từ pra thì bỏ prefix làm bài qualify khẩn lầm ném để a in một phần thì bỏ khẩn lầm prefix nhé mình thay prefix nhé mình thay đại chúng mua khẩn lầm hay dot hay khẩn lầm mình hãy đặt chung một table prefix nữa thì đặt chung một table hỏi cho chung mỗi hai nâng cả lầm mình hãy đặt riêng hai table prefix thì chỉ phí hãy use table prefix to increase the speed of passing your statement anh ấy chung phố ca sẽ actual vì nâng increase speed box là loại dưỡng nó phải là dưỡng pra table prefix này thì chỉ phí là instead of full table name prefix use table alias như vậy ai chúng tôi đây mình prao theo bộ chung một theo bộ là dân prao một alias mình để thay dân ai nickname mình hay alias đối nickname dân nickname ai nickname mỗi đó theo bộ một việc cài một vậy thì bốn hai theo bộ alias khi có theo bộ là short name khi có lịch sử có smaller useless memory lấy cái mình chưa tha theo bộ alias nó cứ mình bây giờ mà dân là ai thay dân ai mua với nhau chứ mua với clay nhân từ mà thầy bảo employee view về nhé nhân đại dương ao chứ mua cái với nhân đại emp nhân từ tao mới bị thoại cô chứ vì dùng mơ tới vì clay vì mơ từ về ngày bạn mơ hay memory memory với c là về dương lại nó còn bị tách đây chúng nói trong cái nói use column alias to distinguish column that have identical name but reside in different table khi thay dương prime column alias nằm bấy distinguish nhé chạy nơi cả lắm tại vì tụi kia bằng tay vì là không thể bỏ xin kia mình mở thì họ nó kia nhưng mở thì họ cả prime thể bỏ alias vì là using clock thế nào vậy đại dương ham khoản nên thay dương mình tới đặt column alias những cái đặc biệt là việc prime natural join để prime using clock mà chẳng thấy bị chạy error người ta muốn chơi tham bản thân gì thế cầm được kia năng prime nơi cái lại là xe tiền thông actual nhưng mình tự ao ít mua web xe tiền thì kiểu vào thì họ đó nên mình select nhưng trong ban select city sẽ phần mình name p location hay là cho anh phần mình id đi using location id via location id smart và phần buồn rồi anh ấy dùng pra natural join là join using
ពេលដែលយើងប្រើ column alias មានថាវារកមើលឃើញនេះមក select របស់គ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ថាវា error ហើយយើងនឹង fix ថាមិនកុំឲ្យវា error វាចេញ error គេថា error មក error table of you does not exist ដោយសារអីដោយសារយើងដាក់ alias observation join ទី5បាទselect the city then put the name from the center so for month using may we load error យើងចង់ដាក់ទៅបិទវាវិញវាសូមគេស៊ីThank you.
Chào. Location ID. Location. Yeah, that's our table. You wake up. ID, the location ID. Nih, mình thả load error mà bị prap thả column cut out using clock mà theo qualifier. Mình thả column nè. Column nè. Nông bè này dương mình ai miền prime qualifier thì bớt xong thì dương prime using thế hai nằm bên của ai miền e đó to dương độ này chèn để dương bán từ tập hợp hay là to đấy. Nhưng mà mơ ca cho anh đại pra on về những đo. Là chúng ta tìm mối cái tham cho anh là khăn cho anh sẽ làm cho anh is basically an equation of all columns with the same name. Là chúng ta mà đã cho anh là cho anh thì thông mà đã về cho anh yêu column là mình chung được cái liền. Nếu bây giờ bà ổn mê thay dương mà thay mê khẩn lâm là trở nên trở ra nhưng tới dương chấp dương khẩn lâm mũi đây dương 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 cho anh về dương dương thêm bộ khẩn lâm này tổng hợp thế hay như vậy thì bây hai được join condition is separated from other desired condition nè dạ bà ổn thì bốn này hai được on clock make code easy to understand nếu bây giờ bà ổn thì anh dương thuê code dương sẽ viên ngồi nghi nghi dụ nhưng mà mơ ca sở lệch để bà ổn tặng ổn khả nế này, dừng bà phê dừng bà ổn về tháng dừng là chú mô cần lắm đại vệ trời khả nế nắng chú ổn nắng dừng bà sẽ đọc nế dạ dù mời học nhé nên ông nghe khắp hai toàn trò là hãy dùng lại y về một khác đã mà y đi đến dương miền này mình y về một nước miền thay y nick cứ chia thẻ bỏ employee là dương đại của em đi employee đại y hay dương đại y về một máu dương ai được xem employee pin của bạn nào ta dương bây giờ phải lý dương mà bạn được xem chúng tôi bỏ pin thế nhưng còn lại đại y dương tới hay hàng cái mà to đấy chúng tôi cần làm chú cần lắm tao mó là chú cần lắm được cái này để bỏ employee được cái này ý đấy hay mẹ ý bố cứ chân cần lắm chỉ vì để bỏ employee
và món là bên mình đi mốt cứ thể bỏ department nhưng tại vì dân là vì sai dân đại elite department à đi đã đi chúng đúng đói thể bỏ department anh đi department ID đi mình thay cả lắm chi phí thể bỏ department hay nâng location ID đó chỉ cả lắm là chi phí thể bỏ department được điểm hay là khán cứ dùng para on cứ mình thay với join lại phải lơ là khán department ID việc tới kia vì đầu tiên thể bỏ employee hay là thể bỏ department như là phần của bạn. Đôi khi anh đã dùng ai proud using tình độ lời on bán proud using là ID là chỉnh on yeah là sao dùng proud national join chứ hay giờ mà ai pra đi đi club elite chứ nhà rơi được mình chứ hay mình nói là on mình đâu nhưng mà mơ để giải lọc đấy mà nó khá thuần dữ phần mình ID hay nó theo để phần mình ID đấy cứ thể bỏ nó cứ đôi từ cái tệ còn là tha nhóm trong bàn đấy còn nó tha mà số tha thể bỏ nó cứ về trên pi pi thể bỏ xin cái địa chẳng hay biết thời làm mạch thì mình tha data về anh đi tăng off cho khó nó cứ tới tới nhiều off bảo vì cho anh chơi này phải lên lại khăn được dương một ai dương ở trong pra on của bạn ấy nhập hàng là nhập cho nó join của bạn ấy bên nhập cho nó join mình thay vì join là luôn về nhưng mà phải call được pra using được on này đây thực ra là tôi đã cho nhiều và tôi đã phải cả những cái dừng bệnh vô vì mà tiền chứng từ từ error để sao dương hàng lớn đi đâu phải elite giờ đang y này y dương y dương y kế thế nhưng được chờ đấy tập nói dương phá vi sinh yeah
bàn đặt phòng. Thế đối nghe đáng dự lập phòng được nghĩa về dân trả dự sinh. Rồi coi dân trả dự sinh dân đã nạch cho rõ cho anh. Chúng ta đã xa dân trả nạch cho anh mình thay bởi sinh chỉ cần làm mình thay bộ lập vì mùi đã được nghĩa về dân tiên dự lập phòng mòn ọc nghĩa đấy là xa đại phạt mật ảnh đi nữa về vì đối kia là làm được mùi cho nên hãy việc lập phòng thay bộ đối kia đi. Kể thêm 3 về join, thì về join mình là join thể bỏ lợi vị phì, join 7 thể bỏ. Để xa dưới cho màn data thì 7 thể bỏ được thế, nhưng cho anh màn cho anh thả lầm. Tụi thì hồ thay dương trong bàn. Nếu như mình đặt ta cho employee này, ID này chính phí thể bỏ cho employee hiện tại CT này vì chỉ cần lắm chính phí thể bỏ cho mua location. Chỉ hãy dân trở lại cho anh môi này phần mình đem này chính phí thể bỏ cho mua phần mình. Hãy dân trở lại cho anh bay tóng về là cho anh phí thể bỏ employee mà tóng hỏi. Dù nó mà cho anh mới thể bỏ phần mình tại anh lơ lẽ khăn phần mình ID smart phần mình đi tổng mô bàn là phó nhân cho anh thể bỏ mũi tiết là thể bỏ location tại phải lơ lẽ khăn location ID đi đây vô đi phần mình đi đi location ID smart and location ID employee join apartment B on B load apartment smart E ID join kit join location on B location smart on location ID. Đây, cho anh bày tóm trên nó rồi có. Ok. Dương cậu ai đã lại khăn xe cậu bị cho anh đó, cậu mới dựng ai đã về và này đây. Mình đã lại khăn em đã về ai dương cậu bà này. Vì thế dương đã lại khăn và thay một tổ bị cho anh hỏi đó. Dương chọn bằng lại khăn hồ tìm mùi đi. Tổ bị cho anh cho mùi là thêm bỏ lại lo gì. Thêm bỏ lại phận bằng anh hỏi. Để phải lại khăn phận bằng ID. Để bỏ thêm bỏ lại lo gì. Mà đừng phận bằng ID bỏ. Thêm bỏ đi. Tổ mới cho đã lại khăn một tiết. Cứ dùng vô tay. Mà để chơi ID. Mà rồi sẽ xâm buồn tay bằng mọt. Dừng lại vào end rồi có where mà này. Ok. Bây giờ mình sẽ join. Sẽ join. Sẽ join thì thay join luôn ấy. Thay bỏ thu vị xe. Join, join thay bỏ employee. Chỉ mỗi là thay bỏ employee cùng phía. Cho dừng vào join luôn phía. Đây không lại khăn mùi này. Ông mà tha thì là dỗ su tha nhóm trong bàn nhóm trong bàn link mùi tại link phi mà là chờ ID mua mà là chờ ID hay nữa tôi này thì còn tôi thì còn đại chưa mà là chờ
ព្រោះយើងដឹងហើយថាទោះជាគាត់ជា manager ក៏គាត់នៅក្នុង table employee ដូចគ្នាដែរជាមួយនឹងមានថាប្រវត្តិមានថាព័ត៌មានរបស់គាត់នៅក្នុង table employee ដូចតែបុគ្គលិកធម្មតាដែរទេដូច្នេះហើយដើម្បីរកមើលឈ្មោះអ្នកដែលជា manager ហ្នឹងនៅក្នុង table employee ហ្នឹងដើម្បីសម្រេចផលិតផលនេះបានខ្ញុំត្រូវតែប្រើ join ក្នុង table ហ្នឹងហើយប្រយ័ត្នរបស់មួយហ្នឹងនេះខ្ញុំចွញមកនឹងចွញរកមើលឈ្មោះគាត់នេះចឹងមកវាថាចេញពី table employee ដូចគ្នាហ្នឹងដោយផ្អែកលើ manager ID ហ្នឹងតែជាខ្លួនគាត់មានថាវាលក្ខណៈនេះវាថាគាត់ ID របស់គាត់ហ្នឹងគាត់ក៏ជា manager ហើយគាត់ក៏ជាបុគ្គលិកនៅក្នុង table employee ដូចគ្នាដោយបែងលើលក្ខណ្ឌ manager ID ហើយនិង employee ID នេះព្រោះកាលម manager ID នេះមាននៅក្នុង table employee ហើយនិង employee ID នេះក៏មាននៅក្នុង table តែមួយដែរយើងមករួមមើលអរគ្នាលទ្ធផលដែលយើងបានគឺថាបុគ្គលិកឈ្មោះនេះគាត់ជា manager ហើយយើងបានឈ្មោះគាត់តែជា manager ហើយឆ្លាក់បានអ្នកដែលជា manager ក្នុង table employee បានដែលប្រើ cell join គឺថា join table នេះដូចគ្នាដែលយើងប្រើ alien នេះផ្សេងគ្នាដើម្បីជា prefix ដើម្បី join column នេះ column 2នេះជា ID របស់ employee ID អូខេចេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចប់ប៉ុណ្ណឹងទៅមួយការប្រើ join មេរៀន join វាសំខាន់ណាស់ដោយសារសម័យឥឡូវយើង database មាន table ច្រើនដូច្នេះហើយដើម្បីធ្វើ report ឬក៏ហើយ data ហ្នឹងយើងត្រូវតែ join table ច្រើនវាអាចជួនកាលអាច join ច្រើន table មែនទែនដល់ដល់4 top table ក៏អាចមានតែពេលយើងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនជាតិនេគីអីយើងសារប្រើ join ច្រើនសម្រាប់3វគ្គនេះខ្ញុំទុកនៅវីដេអូ clip